Khám phá MiG-31K, máy bay chiến đấu tàng hình mạnh mẽ nhất của Nga. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một trong những loại máy bay chiến đấu tàng hình mạnh mẽ nhất của Nga, MiG-31K. Với các tính năng tối tân và khả năng mang tên lửa tầm xa kinh giang, MiG-31K trở thành một trong những vũ khí đáng sợ nhất trên bầu trời. MiG-31K là một loại máy bay chiến đấu tàng hình của Nga, là phiên bản nâng cấp của MiG-31, được trang bị hệ thống điều khiển tầm xa và các hệ thống vũ khí tối tân. MiG-31K được trang bị khả năng tàng hình, giúp nó tránh được các tia radar và đối phó với các tác chiến địch. Về khả năng chiến đấu, MiG-31K được trang bị một loạt các vũ khí, bao gồm tên lửa chống tàu và tên lửa đất đối không, cùng với các tên lửa tầm xa chống đất, tạo ra một khả năng chiến đấu đa nhiệm tốt. Đáng chú ý nhất, MiG-31K được trang bị tên lửa tầm xa Kinzhan, KH-47M2, một loại tên lửa tầm ngắn có thể mang vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa chiến thuật. Tên lửa này được cho là có thể tấn công các mục tiêu di động nhanh ở khoảng cách rất xa, khiến nó trở thành một vũ khí rất đáng sợ. MiG-31K là một trong những loại máy bay chiến đấu tàng hình mạnh mẽ và hiện đại nhất của Nga, được sử dụng trong nhiều nhiệm vụ quân sự, bao gồm giám sát không phận và phòng thủ không gian của đất nước. Theo Interfax Military Today, Nga sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, điều này vừa được Tổng thống Putin tuyên bố. Chiến đấu cơ MiG-31K triển khai tại Belarus có thể mang vũ khí hạt nhân chiến thuật chứa trong tên lửa KH-47M2 Kinzhan. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25 tháng 3 thông báo sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus, tương tự hoạt động của Mỹ trên lãnh thổ đồng minh trong nhiều thập kỷ qua. Đây là lần đầu tiên Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật bên ngoài lãnh thổ kể từ những năm 1990. Vũ khí hạt nhân chiến thuật là loại đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ, được sử dụng để đạt lợi ích chiến thuật cụ thể trên chiến trường. Những phương tiện triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm, ngư lôi, phóng từ máy bay hoặc bắn từ pháo. Trong tuyên bố, Tổng thống Putin nhắc đến việc Nga đang triển khai 10 máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Ảnh vệ tinh thương mại hồi tháng 11 năm 2022 cho thấy Nga đang triển khai hàng loạt tiêm kích hạng nặng MiG-31K và tên lửa siêu vượt âm KH-47M2 Kinzhan tại sân bay quân sự Machulisi của Belarus. Tên lửa siêu thanh KH-47M2 Kinzhan từng được triển khai nhiều lần trong các đòn không kích Ukraine. KH-47M2 Kinzhan là một trong những mẫu siêu tên lửa mà Mỹ và đồng minh chưa có phương án đối phó. Tên lửa KH-47M2 Kinzhan chỉ hoạt động nếu được phóng từ một máy bay đang bay với vận tốc vô cùng lớn. Đó là lý do MiG-31K, dòng máy bay đánh chặn có tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh cải tiến từ dòng MiG-31, được lựa chọn để mang vũ khí tấn công mặt đất. Nga chỉ có khoảng 20 tiêm kích MiG-31K được điều chỉnh để mang tên lửa 47 Kinzhan. Tên lửa 47 Kinzhan ứng dụng đường bay như tên lửa đạn đạo trong pha giữa, kết hợp với cơ động mạnh để tránh lá chắn tên lửa đối phương. Tầm bắn tối đa tới 2.000 km của tên lửa Kinzhan giúp tiêm kích MiG-31K không phải bay vào lưới phòng không quanh mục tiêu, bảo đảm an toàn cho phi công và máy bay. KH-47M2 Kinzhan có tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh, 3.400 m/s, có thể trang bị đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. Ngoài thiết bị dẫn đường quáng tính, KH-47M2 Kinzhan dường như được trang bị đầu dò radar chủ động, nhằm tăng độ chính xác và bảo đảm khả năng đánh trúng mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết. Quân đội Nga chưa tiết lộ liệu vũ khí này có sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GLONASS để hiệu chỉnh đường bay ở tầm bắn tối đa hay không. Trong khi đó, tiêm kích MiG-31, có tên định danh của NATO là Fasthound, có chuyến bay thử đầu tiên vào năm 1975. Nó được tạo ra nhằm thay thế cho MiG-25. Có thể nói, bầu trời nước Nga đang được bảo vệ bởi loại máy bay độc nhất, có thể đánh chặn bất kỳ mục tiêu nào, từ các tên lửa hành trình cho đến cả vệ tinh, trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm và ở bất kỳ tốc độ nào. Được biết, MiG-31K được gia cố khung thân để có thể mang được siêu tên lửa KH-47M2 Kinzhan. Sự kết hợp giữa MiG-31K và tên lửa siêu thanh KH-47M2 Kinzhan tạo nên một vũ khí cực nguy hiểm của Nga, có thể xé nát hàng phòng thủ mặt đất của đối phương. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với kênh Em Anh 24 giờ. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp ở bên phải hoặc bên trái. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video sau.